Cái này anh bưng ở chỗ tâm điểm bưng bưng nguyên con lớn luôn. Xích xích con lớn. Này đường hẹp quá. Có nghĩa là con lớn vẫn đứng mà. Quẹ quẹ. Đó như kia, đó 10 mét, 10 mét, đường 10 mét nha. Từ chỗ vạch cuối cờ thế nào đến ra ngoài số số từng con chưa ra số mà đây lục có lăn nữa mà nữa đây lốp rồi mèo mẹ em làm gì được nữa không có nghĩa là hình vẫn lăn bình thường mà em bây giờ hẳn ốp lốp lật ra rồi quay chứ nữa đe xuống nó nặng đe xuống nhiều đó tính cái điểm cuối của bì gia đình lửa mong như tay vật này còn thấy không dư mình xoay trống là đó thấy chưa mắt rồi mình xoay trống là lột nên cắt đất chặt một mà em và nó sao tương dung được 2, 6, 8, 3, 1 cái này 50, 80 tôi sẽ con nào đây thằng thằng bảo hiểm nó đỏ lắm á chết tài ngồi lên đây bỏ cái này nhé ngồi giữa mặt đó là